Hôm nay chúng ta dừng lại ở cái chỗ này, cái thuật toán. Thì đây là cái bước rất quan trọng mà nó là cái lõi của phần của cái thức của chúng ta. Tôi nhắc lại một chút, tức là như này, chúng ta có một cái bài toán thực tế, hay là bài toán mà có bài toán rồi thì tốt, nhưng mà toán thực tế nhé, là chúng ta sẽ phải biến đổi cái bài toán thực tế này về cái bài toán trên máy tính mà chúng ta cần giải. Đấy. Đấy. Khi mà chúng ta đã có bài toán trên máy tính rồi thì chúng ta sẽ bước sang bước tiếp theo, chúng ta là thiết kế. Trong cái mô hình mà ngày xưa chúng ta vẫn dạy là cái cho bài toán là các em lập trình thôi thì cũng đúng, nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về về thuật toán trong chương trình mới này thì cái bước tiếp theo là không phải là lập trình ngay mà phải là thiết kế thuật toán đã. Cái việc lập trình chỉ là cái bước sau cùng thôi. Đấy, các bạn chú ý nhé, cái chỗ này là chỗ khác biệt so với cái chương trình hiện thời. Cái chương trình hiện thời của chúng ta thì thật ra nó không gọi là khoa học máy tính, nó chỉ gọi là một cái học lập trình thôi. Còn ngay cả đứa học sinh giỏi thì cũng là làm bài tập thôi. Học sinh giỏi có thể làm được rất nhiều bài hay, rất nhiều bài khó, nhưng mà cái tư tưởng về cái thuật toán là nó chưa có. Nhưng mà bây giờ với cái chương trình mới 2018 ấy là nó có hẳn một cái nó gọi là thiết kế thuật toán. Cái này sẽ được học ở trong lớp 11, trong trường chuyên hóa của lớp 11. Rồi thì khi thiết kế xong rồi đấy, khi thiết kế thuật toán thì chúng ta có cái bước là chúng ta phải mô tả thuật toán đó để cho khác có thể hiểu được. Và cái mô tả này để làm gì, để làm sao chúng ta có thể nhìn vào có thể hiểu được, cho người khác hiểu được và có thể lập trình được đó. Thì cái việc thiết kế này thì mô tả này thì là nó có nhiều loại mà nhiều cái cách để chúng ta mô tả, nhưng mà thường thường người ta hay mô tả ba cách nhất. Là cách thứ nhất là nó gọi là dùng lời để mô tả, hay là mô tả bằng lời, dùng lời để mô tả, để mô tả bằng cái lời bình thường, mô tả theo từng bước để cho nó dễ hiểu. Những cái bước này là bước thiết kế thô, nó cái này nó gọi là bước làm miệng dần, là miệng dần đấy. Một cách thứ hai mà người ta cũng hay dùng, cách thứ hai là dùng vẽ sơ đồ khối, dùng sơ đồ khối để mô tả thuật toán. Cách thứ hai này là học sinh sẽ được học ở lớp 6, lớp 7 trong chương trình của mới đấy. Còn sang cái bước thứ ba, cái cách cách làm thứ ba là dùng mã giả hay là dùng pseudo code. Đấy, cái này là cái mới tinh. Thì ở đây tôi sẽ nói các bạn, tôi sẽ khi mà mô tả cho các bạn thì tôi sẽ dùng cái này. Còn cái này là cái chúng ta sẽ không nhắc đến nữa. Cái này là chỉ học sinh biết sơ sơ như vậy. Trong chương trình của sách giáo khoa thì có dạy ở lớp 6, lớp 7 và một chút lớp 8. Còn sang lớp 10 trở đi đấy là hoàn toàn là chúng ta sẽ mô tả bằng dùng lời mô tả hoặc là dùng pseudo code. Thật ra là ở đây có một cái thực ra có thể là dùng lập trình ngay được, dùng câu lệnh lập trình cũng được. Nhiều khi cái lập trình nó cái phần pseudo code nó gần như nó đồng nhất với cái lập trình thì có thể ta mô tả bằng lập trình luôn cũng được. Nhưng mà nói chung khi mà mô tả một cách là chính thức ấy, bài bản ấy, thì chúng ta nên dùng cái pseudo code này. Đây, cái này là cái quan trọng nhé. Đấy. Thì ở đây trong chỉ lớp này tôi sẽ nói các bạn cái cách chúng ta dùng pseudo code. Tức là dùng cái lệnh mà nó tương tự mà lập trình ấy, mà cao đấy, những lệnh như lệnh gán này, như lệnh lặp for này, hay là lệnh if này, cái lệnh if này, cái lệnh lặp, lệnh while này, ví dụ như vậy, vân vân, rồi lệnh tạo các cái hàm vân vân, thì các cấu trúc logic chẳng thì là dùng pseudo code, cũng giống như lập trình. Đặc biệt là cái Python ấy là nó rất là dễ, nó là cái cấu trúc lập trình mà nó rất giống, rất dễ hiểu, nó giống pseudo code. Cho nên khi các bạn nhìn vào cái pseudo code tôi nói đây là thì nó gần giống như là cái Python, rất là giống nhau.
chỉ khác là Python ra cho làm chúng ta làm chặt chẽ hơn một chút, còn pseudocode thì có thể nó hơi lỏng lẻo một chút, nhưng mà chúng ta cần cần cái tư tưởng của nó. Rồi như vậy là môn đạt thuật toán, thì cái thế toán được chưa? Thì khi kế toán xong rồi thì chúng ta không phải là có thể lập trình ngay được đâu. Đấy, chúng ta phải qua hai cái bước nữa. Bước thứ nhất là chứng minh thuật toán đúng. Cái này là cái nhé, chứng minh rằng cái thuật toán mà chúng ta đưa ra đấy là đúng, ra đúng cái đáp số theo yêu cầu của đề bài, thuật toán đúng. Thì đối với những bài dễ thì chứng minh này là rất giản, chúng ta chỉ mô tả xong là thấy ngay, nhưng mà có rất nhiều bài toán chúng ta thấy là nó khó nhưng không dễ. Thì cái này là cái mà ngày xưa chúng ta dạy học sinh là hoàn toàn không có, cứ đưa ra thuật toán một cái chương trình, nó thì test thử một vài cái đầu vào thấy đúng xong chứ đúng không phải nhé, chúng ta chú ý nhé. Cái chứng minh là cái là hoàn toàn mới, là cái mới đúng là khoa học máy tính, là nó phải có chứng minh. Rồi sau bước nữa chứng minh nó đúng rồi thì chúng ta phải làm thêm một bước nữa, chứ không phải là có thể lập trình ngay. Bước nữa là cái bước là gì? Đánh giá thuật toán. Đánh giá thuật toán, cái bước này là bước rất quan trọng. Hai cái bước này người ta gọi là bước đánh giá hay là phân tích thuật toán. Phân tích xem là thuật toán chúng ta đưa ra ở đây này nó có hay không hay, nó tối ưu hay không, hiệu quả như thế nào. Đó, cái này là cái mà hai cái này là hai cái mà từ trước là trực tiếp là không hề dạy cho học sinh một tí nào cả. Thì cái chương trình mới của bộ này là lần đầu tiên đưa cái này vào, cho nên mà đây là một kiến thức rất là khó nhưng không dễ. Theo tôi biết là cái chương trình này này, cái phần kiến thức này này là đều dạy cho học sinh, cho sinh viên ở các trường đại học, khoa công nghệ thông tin, chuyên ngành là học máy tính. Nhưng mà nói chung theo tôi biết ấy, là đa số là học sinh không hiểu gì lắm, sinh viên đọc không hiểu, học cái này là kêu khó lắm. Cho nên là tôi muốn mở lớp này ra để tôi cho các bạn nghe thử xem có thấy khó không, để mang đi các bạn có thể điều chỉnh cách dạy dạy cho học sinh như thế nào. Và sắp tới thì cái cuốn sách lớp tìm 11 ấy, thì sẽ phải viết cái này thì xem như nào cho nó hợp lý nhé. Như vậy là sau khi chứng minh rồi thấy đúng rồi thì chúng ta sẽ bước sang đánh giá xem tối ưu chưa. Không chưa ưu thì chúng ta sẽ phải thực tế lại. Tối ưu rồi thì tốt quá, thì chúng ta sẽ bước sang bước cuối cùng, là cái bước là lập trình, hay nó gọi là cài đặt chương trình, cài đặt thuật toán trên một ngôn ngữ cụ thể, trên một ngôn ngữ lập trình đấy nhé. Như vậy cái này là cái mới tinh đấy, cái này là cái như vậy ngày xưa đấy, trong môn ngày xưa ấy, là khi chúng ta ghi bố trí ngày cũ ngày xưa thì thiết kế đây này là nó đồng nhất luôn, nó đồng nhất với cái gì, nó đồng nhất với cái là lập trình đấy. Môn ngày xưa là cái này nó đồng nhất với cái này, đồng nhất luôn. Nhưng mà bây giờ không phải thế, bây giờ là khác rồi. Việc chúng ta là phải phân tích, xong chúng ta mô tả thuật toán bằng pseudocode hay bằng lời cũng được, mà nó cách đầu dòng gì đó. Sau đó chúng ta sẽ chứng minh nó là đúng, đúng rồi thì chúng ta phải đánh giá tiếp xem là cho đó là nó tối ưu hay không, hiệu quả nó như thế nào, phân tích nó. Sau đó mới bước sang bước cuối cùng, mới là cài đặt trên ngôn ngữ lập trình cụ thể, từ lập trình. Chứng minh như vậy là nó khác chữ hẳn nhé. Chứ cái này là chỗ này là cái chỗ này là chỗ rất là khác so với cái chương trình cũ. Thì có thể nói cái chương trình cũ hiện nay này thì người ta không gọi nó là khoa máy tính, người ta gọi nó là cái lập trình thôi, nó là một cái mảng ứng dụng tin học thôi, chứ nó chưa phải là khoa máy tính. Còn cái bây giờ này, cái này này thì mới là khoa máy tính. Bạn chính tôi nhắc lại thì ở trong cái chương trình của chúng ta là trong cái chương trình tin học mới này là nó có hẳn ba cái nhánh phân môn rất là rõ ràng, ba nhánh rất là rõ ràng như thế này. Một nhánh là ICT là giống cũ, tức là ứng dụng. Còn hai cái mới, cái DL này là những cái mà văn là cái gì nhỉ, cái gì nhỉ, quên quên cái từ của nó là cái việc, nó là gì nhỉ, số hóa. số hóa, là phổ dụng gì đấy hả, phổ dụng mà nó gọi là gì nhỉ, tự nhiên thì quên quên cái từ đó. Thôi được, cái này là cái mà để cập nhật những thông tin tối thiểu của một công dân. Dạ thầy là học vấn số hóa phổ thông ạ. Đó là cái kiến thức tối thiểu của một người công dân trong trong cái môi trường toàn cầu mới, học những cái về về luật pháp này, về mạng này, về cách cư xử trên mạng này,
đạo đức trên mạng, là cách chia sẻ này, vân tất cả những cái đó. Còn cái nữa, cái phần chính nhất là chính phần là CS đây. Đấy, thì cái phần này là phần ngày xưa nhé chị, ngày xưa chỉ có phần ICT thôi, phần DL là nó không có, phần DL nó cũng ít, không có nhiều, nên là mỗi một cuốn sách giáo khoa các bạn thấy nó chỉ có một hai bài này. Mà cái phần này trong khi bọn tôi ngày xưa mà khi mà hội thảo ấy, thì chúng tôi nghĩ là cái phần này đáng nhẽ ra là cái bên công dân là phải học, bên môn học cho công dân ấy là phải dạy, hay là môn luật pháp phải dạy chứ không phải là môn tin học. Nhưng vì sao người ta cứ đưa vào tin học, nhưng mà là phải biết cái phần này nó hoàn toàn không có tính tin học nhiều lắm. Còn cái này này, còn cái này mới là cái lõi tin học, cái lõi này, cái lõi khoa học máy tính, cái phần này mới là phần chính nhất. Đấy, một cái mà chúng ta đang học ở đây đấy. Rồi, thì bây giờ chúng ta sang cái bài hôm nay, đây là phần nói tóm trước thôi. Bây giờ chúng ta sang cái bài hôm nay nhé, là chúng ta bắt đầu bước sang cái phần làm, hôm nay phần thứ cơ bản nhất là cái phần là phân tích đánh giá thuật toán. Đây là theo tôi là cái phần mà khó nhất đây trong chương trình của chúng ta. Thì theo chương trình, theo tôi biết là trong chương trình của lớp 11 thì phần này nó có 8 tiết, đúng 8 tiết phần này thôi. Thì dạy ra phải dạy, nhưng mà để cho học sinh hiểu được à, cần phải phân tích như vậy. À, phân tích đánh giá thuật toán nha. Đến chương trình đại trà. Còn tất nhiên là học sinh mà học mà nâng cao hay là học đội tuyển, học sinh giỏi thì học rất là nhiều rồi, thì không nói gì. Mà đây là cái phần đại trà trong chương trình, trong chương trình chính của bộ thì nó có là 8 tiết của lớp 11 nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái này là cái gì. Để cho chức thuật toán rồi, chúng ta có thuật toán rồi, chúng ta mô tả bằng pseudocode rồi, bây giờ sang phân tích nó. Thì trước tiên bây giờ tôi nói một số cái khái niệm của những cái này nhé. Bây giờ đầu tiên là cái A là chúng ta mô tả phân biệt cái khái niệm là gì. Cũng chúng ta phân biệt hai khái niệm rất quan trọng, một là khái niệm bài toán và hai là khái niệm là gì, là thể hiện của bài toán, thể hiện của bài toán. Trong cái này tiếng Anh thì nó gọi là, cái này nó gọi là problem nhé. Cái này nó gọi là instance. Thì thế nào là bài toán, thế nào là thể hiện mô hiện của bài toán, thì như này nhé. Thì khi nói đến bài toán tức là gì, tức là chúng ta mô tả cái bài toán đấy nhé. Thì nó bị bài toán này, một nhỏ là bài toán. Tức là sau khi chúng ta đã có cái phân tích cái phần trên rồi, chúng ta đưa về một cái bài toán mà máy tính cần phải giải quyết. Ví dụ như là cho một dãy số, tìm phần tử maximum. Cho một dãy số, cho trước phần tử k, tìm xem là trong dãy số có phần tử k hay không. Đấy, đó là một bài toán cụ thể nhé. Thì bài toán cụ thể là như thế nào? Thông thường là nó yêu cầu của nó là yêu cầu một cái đầu vào của bài toán, nó là input. Nó là các dãy là x1, x2, xn, và đây là mô tả cái bài toán đó và đầu ra, thì nó tôi gọi là output, thì nó như là i1, i2, im. Được chưa? Thì như vậy là đây là cái bài toán chúng ta cần phải giải. Thì nó là như thế này này, bài toán này là như sau, là khi tôi mô tả bài toán này tức là gì, tức là với mọi input x1, x2, xn, chúng ta phải dùng thuật toán của chúng ta để đưa ra được output là i1, i2, in. Cái này nó là output, đây là kết quả. Thì hôm trước chúng ta biết rồi là một trong đặc tính của thuật toán là gì? Là tính xác định. Tức là với mỗi một cái bộ này này thì chỉ có một cái này thôi, không thể có nhiều được, chỉ có đúng một đáp án, không thể là mà với một cái bộ x1 x2 x, thì nó có nhiều i1 i2 i3 im, mà cũng vậy nó có một đáp án thôi. Đấy, đáp án này là phải đúng, cái này phải đúng theo yêu cầu. Nếu mà chúng ta mà so sánh cái bộ này cái này mà nó khác cái câu bài toán này thì là sai, cho nên chúng ta sai, chúng ta phải biết lại, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ mô tả nhé. Thế thì tập hợp tất cả cái miền mà tập hợp tất cả cái đầu vào này thì người ta gọi là miền xác định.
nó gọi là miền xác định. Miền xác định của bài toán. Và chúng ta thấy ngay thôi, nó là đầu bài của chúng ta là cho trước một dãy số, hãy tìm phần tử là minimum, thì đầu bài của nó là tất cả các dãy số luôn. Nếu đầu bài chúng ta yêu cầu là các dãy số là các số nguyên dương, thì sẽ ra là cái miền xác định của nó là một dãy n là số nguyên dương. Còn nếu đầu bài nó yêu cầu là cái miền xác định của nó là tập các dãy số bất kỳ, thì đầu bài của chúng ta là dãy số bất kỳ, kể cả số thực nữa. Đầu ra là cái gì? Đầu ra là cái số cụ thể, được chưa? Rồi, thế thì chúng ta chú ý, khi mà chúng ta có bài toán như vậy thì chúng ta sẽ lấy ra một cái bộ dữ liệu đầu vào cụ thể nhé, kiểu nó là x1, x2, xn. Thì chúng ta dùng thuật toán, chúng ta sẽ phải đưa ra cái bộ là i1, i2, im. Đó. Thì như vậy với mỗi một cái bộ cụ thể đầu vào này, thì nó sẽ ra một cái đầu ra cụ thể. Thì một cái này, thì người ta gọi cái này là một thể hiện của bài toán. Một thể hiện. Và chú ý như vậy, phân biệt khái niệm là bài toán và một thể hiện của bài toán. Đó, như vậy là một thể là gì? Nó là một cái bộ thôi, nó là một cái bộ dữ liệu. Một cái bộ dữ liệu của ta gọi là bộ dữ liệu test hay là cái bộ dữ liệu kiểm thử. X1, X2, Xn. Và chúng ta ra cái đầu ra là I1, I2, In. Đó. Được chưa? Thì cái như vậy nó chỉ là một cái thể hiện thôi. Nó là một cái thể hiện, một cái instance. System là một cái thể hiện. Của bài toán. Được rồi. Thế thì cái bài toán mà đúng ấy. Thế nào là chứng minh bài toán đúng? Thế nào là chứng minh thuật toán đúng? Thuật toán đúng. Là chúng ta chứng minh là với mọi thể hiện. Mọi thể hiện. Với mọi nhé, x1, x2, xn, thì cái đầu ra này, i1, i2, im này phải đúng. Đấy, thì cái như này gọi là, nó gọi là chứng minh. Thế thì cái chứng minh thì theo cái mô hình cũ ấy, theo cái mô hình mà trước đây chúng ta vẫn học ấy, mà chúng ta không chứng minh, mà chúng ta thì là chúng ta test, cho sinh test, ví dụ tôi cho cái bài này, xong cho sinh là 10 cái test. Cách cũ nhé, cách cũ là thông qua các cái bộ dữ liệu test để kiểm tra xem đúng hay sai, kiểm tra đúng hay sai. Thông thường thì các cái thi sinh giỏi gì đó, các thấy thi Việt Nam quốc tế thì nó chỉ có khoảng 10 bộ, với bài như vậy có khoảng 5 đến 10 bộ dữ liệu test. Học sinh nó làm hết tất cả 10 bộ đó thì coi như làm xong, coi như đúng. Nếu mà chỉ có một bộ sai thì coi như bài đó sai là sẽ bị trừ điểm. Còn nếu mà bị không điểm luôn, còn nếu mà đúng hết thì sẽ được điểm. Còn cái chuyện điểm tối đa hay không thì phụ thuộc vào chuyện khác. Được chưa? Đấy thì đó là cách cũ. Nhưng mà chúng ta biết rồi là cách cũ này thì không phải là chứng minh. Nhưng cách cũ này nhé, cách cũ này là không phải là chứng minh. Không phải là chứng minh. Tính đúng một thuật toán. Tính đúng của thuật toán. Các bạn nghiên cứu như này nhé, chúng ta chữ rất là khác biệt luôn đấy. Mà cách cũ này nó chỉ là gì? Là một cách gọi là cách kiểm thử để tăng cái độ tin cậy của đề giải. Cách cũ là dùng dữ liệu test nhé. Mục đích là cái gì? Mục đích của cái cũ là gì? Là chỉ làm tăng cái độ tin cậy. Là cái độ đúng đắn. Độ đúng của thuật toán nhé. Không phải là chứng minh. Vì các bạn biết là khi mà cái bộ này, cái đầu vào này là nó có vô hạn cái đầu vào. Thì mà chúng ta chỉ test trên có 10 bộ thôi, nhưng làm sao mà có thể đúng được. Đó, cho nên là
có thể các bạn học sinh là làm đúng nhất được 10 điểm rất giỏi điểm cao, nhưng thực chất vẫn là sai vì nó vấn đề là phải chứng minh được đó. Thế thì vẫn như vậy là cách chúng ta làm ở đây là gì, nhưng mà cái chứng minh là gì, là phải chứng minh bằng toán học đó. Bây giờ chú ý nhé, bây giờ chứng minh thuật toán đúng là phải là làm gì, chứng minh thuật toán đúng là phải chứng minh bằng toán học, là phải chứng minh bằng công cụ toán học. Và đây là chỗ, đây là chỗ rất cần toán nhé. Đối với ngày xưa, đối với cái mô hình là lập trình ngày xưa đấy, thì vì là cái môn ngày xưa đó là nó là cái môn phụ và nó chưa có cái tính, chưa có cái đưa chưa có chưa được cái CS vào, nó chỉ là cái môn phụ và là cái môn lập trình bình thường thôi. Và cái là chung cả thế giới đấy, là cái môn lập trình chỉ là cái môn giống như là môn, giống như là ứng dụng tin học thôi, ứng dụng lập trình để giải một bài toán đơn giản, được chưa? Nhưng mà chưa chứng minh bằng cụ toán học. Nhưng mà cái mới bây giờ trình mới là phải có cái này, là phải chứng minh bằng công cụ toán học. Mặc dù là cái được cái toán học này vào là khó lắm chứ không dễ nhé. Thì tất nhiên là đối với phổ thông thì nó rất đơn giản thôi, chúng ta đưa chứng minh đơn giản thôi, không không cần bài khó. Nhưng mà khi học lên cao đấy, các bạn mà có học sinh mà định hướng cái môn này để học lên đại học thì cần rất nhiều các kiến thức về toán học bộ phận này nhé. Thì ở trong trình, trong chương này tôi thử chứng minh một vài cái để cho các bạn xem cách chứng minh một toán đúng là gì. Thật ra nó cũng không phải là quá khó đâu, có nhiều bài khó nhưng mà không phải bài nào cũng 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 là khó. Được rồi, để như vậy thế nhé, đó là chứng minh thuật toán rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang để chúng ta đã đang ở phần nào đấy nhỉ, đang cái phần là khái niệm bài toán, hiện bài toán đúng không? Chứng minh. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần này, phần tiếp theo. Phần tiếp theo mới là phần chính của hôm nay đây. Phần B. Phần chứng minh chúng ta sẽ bỏ qua nhé. Trong quá trình thì có bài toán thì tôi sẽ chứng minh cho các bạn xem thử là các chứng minh như thế như thế nào. Còn mình sang phần thứ hai là phần sau khi chứng minh rồi chúng ta sẽ phải đánh giá, phân tích đánh giá thuật toán. Cái phần này phần khó nhất đây. Phân tích đánh giá. Là gì? Phần này mục đích gì? Mục đích của phần này là gì? Thuật toán chúng tôi là toán chúng tôi đã biết là đúng rồi, đúng là theo chuyện là đúng rồi. Nhưng mà không như môn toán đâu. Cái môn toán là ra lời giải là xong luôn, được 10 điểm luôn. Nhưng mà tin thì không phải thế. Hai bạn cùng làm ra, nhưng một bạn thì làm trong có 1 giây là xong, bạn hai là 1 tiếng mới xong, thì bạn làm 1 tiếng mới xong chỉ được 1 điểm, 2 điểm, còn bạn làm 1 giây xong được sẽ được 10 điểm. Như vậy nó còn có cái phân tích đánh giá nữa, cái toán nào là tốt là không tốt, là tối ưu hay là không tối ưu, thì phần đánh giá này mới là phần phần quan trọng. Thông thường một cái bài tập, một cái bài toán trong tin học nó có nhiều lời giải lắm, có nhiều thuật toán kinh khủng, có rất nhiều luôn. Chúng ta sẽ thấy cái đó ở trong chương trình này. Nhưng mà vấn đề là khi mà sau khi chúng ta đã chứng minh rồi thì chúng ta sẽ phải phân tích nó xem là thuật toán nó có tối ưu hay không. Phân tích là đánh giá, đánh giá xem thuật toán có tốt, có tối ưu hay không, có tối ưu hay không. Chỗ này là chỗ khó đây, hay không tối ưu này tôi cách biết thì sẽ thấy là nó quan trọng. Được rồi, thế thì cái tối ưu này là như thế nào, thì nó luôn luôn nó có 2 cách đánh giá. Cách thứ nhất là đánh giá theo thời gian chạy, thời gian chạy của bài toán cùng cái bộ dữ liệu ban đầu thì chạy hết 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 bao nhiêu thời gian của thuật toán nhé. Thì thời gian chạy này thì chúng ta sẽ thấy là không phải chúng ta chỉ lập trình trên 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 máy tính sau chúng ta bật đồng hồ đo đó, không phải như vậy đấy. Chúng ta thấy cái đánh giá này, thời gian này là chúng ta có thể tính bằng bằng lý thuyết. Tương nữa tôi sẽ nói nhé, không phải là chúng ta lập trình trên máy tính xong chúng ta đo đồng hồ thời gian của hệ thống chúng ta tính, có thể dùng đồng hồ thời gian của máy tính để làm, nhưng mà dùng cái đồng hồ thời gian đấy thì chúng ta chỉ làm như từng từng bộ dữ liệu test thôi, chứ không làm chung cho tất cả, không làm chung cho tất cả cái miền dữ liệu ban đầu vào, mà cái thời gian này là tính được tổng quát nhé. Và cái ý thứ hai là sang cái không gian bộ nhớ, bộ nhớ không gian lưu trữ hay là không gian bộ nhớ
sử dụng có nhiều hay không. Một cái bài mà dùng quá nhiều bộ nhớ thì nó cũng không tốt, thì bộ nhớ khi nào bộ nhớ mà nhiều quá thì nó sẽ bị tràn bộ nhớ và nó sẽ cái bài nào như vậy ít bộ nhớ thì là tốt. Thì chứ cái phần này cũng cũng khá quan trọng. Tuy nhiên bây giờ đấy, bây giờ thì thiết là ở đây chúng ta học sinh thì chúng ta chưa cần học sâu lắm. Tại và cái thứ hai hiện nay là máy tính của chúng ta cũng là rất là mạnh mẽ về về bộ nhớ về RAM rồi, cho nên cái phần hai này chúng ta ít khi để ý đến, ít khi để ý lắm, mà chủ yếu là chúng ta tính cái thời gian chạy, cái này là cái rất đặc biệt. Cho nên bây giờ thành những cái chuẩn của tất cả cuộc thi học sinh giỏi ở cấp độ nào cũng vậy thôi, cứ liên quan đến thuật toán là phải tính thời gian chạy thuật toán. Cùng cái dữ liệu đó thì ai em nào thì nhanh hơn thì người đó là được thắng cuộc. Thậm chí trong các cuộc thi người ta còn đưa ra cái chuẩn là phải như này, phải như thế kia. Thật ra đáng lẽ cũng không nên như vậy, nhưng mà người ta đưa ra chuẩn là cái test này là phải 1 giây, cái test kia là phải không được có 2 giây. Thật ra cái mô đưa ra cái yêu cầu đó cũng có hay cái đó, nhưng có cái dở của nó, có cái dở là nó chặt quá. Đúng là cần đưa ra em nào nhanh nhất thì người đó thắng, thì có hay hơn là cái chuyện là bắt buộc phải nhỏ hơn 1 giây là 2 giây, vì tùy máy tính có thể nó khác nhau thì được. Chúng ta như vậy, chúng ta sẽ xem kỹ hai cái này nhé. Là như vậy, tính cái thời gian chạy này và không gian chạy này là hoàn toàn tính bằng lý thuyết, bằng công cụ toán học, chứ không phải là chúng ta đo trên máy tính, đồng hồ trên máy tính nhé. Nhắc lại như vậy rồi. Thế thì cách đo thời gian là như thế nào? Thì cách đo như thế này, thông thường cái đầu vào của nó đấy, khi mình xác định input của nó đấy, đa số các bài toán là nó làm rơi vào một dãy n phần tử. Rất nhiều bài toán như vậy, đa số các bài toán mà chúng ta sẽ gặp trên thực tế là đầu vào của nó phụ thuộc vào n cái số. Thì khi đó chúng ta sẽ tính thời gian của cái thuật toán này, và ta tính khi nó chạy ra là i1, i2, im. Thì cái thời gian chạy này từ ký hiệu đó là tn. Như vậy cái n đây là cái số lượng cái bộ dữ liệu test đầu vào của bài toán. Thì đa số các bài toán mà chúng ta sẽ gặp ấy, là nó có cái dạng này. Như vậy ta kiểu tn là cái thời gian chạy. Nhưng thời gian chạy là tính bằng cái gì thì chúng ta nghĩ sao nhé. Có thể nó không phải tính bằng giây, nó có thể chúng ta sẽ có một cái lý thuyết để chúng ta nói cái này nó rất đơn giản thôi. Và đấy là thời gian. Còn không gian thì chúng ta sẽ ký hiệu là gì, là sn, là bộ nhớ không gian. Không gian này chúng ta là phải tính là trừ đi cái mảng, đây là một cái mảng nhé, chúng ta trừ đi cái mảng này, đưa ra những không gian cái dữ liệu, một cái bộ nhớ mà bổ sung so với cái dữ liệu đầu vào, cái bộ dữ liệu SN, không gian bổ sung của thuật toán nhé. Đó, nhưng mà chúng ta suy ra chúng ta cần phải tính hai cái giá trị TN và SN. Thì cái SN này thì nó dễ hơn. Cái SN này chúng ta cứ dựa vào là nó dựa vào các cái biến nhớ này, và các cái mảng, có cái mảng n phần tử thì là nn phần tử. Thì đây là chẳng qua cái này chính là cái số lượng. Số lượng cái bộ nhớ, các cái ô nhớ dùng cho thuật toán. Trừ đi cái dãy gốc x1, x2, xn. Đấy, trừ đi dãy gốc. Vậy SN này là tính dễ dàng lắm, ta nhìn vào thì biết ngay. Nhưng khó là cái TN này. Đó. Yeah. Thì đó là đối với input. Bia như nhiều bài input thì nó lại nhiều bài toán input nó chỉ có một số thôi. N. Một số N thôi. Hay là một số lại là M hay là một số K, như thế có một số trung nguyên thôi. Những cái bài như là phân tích một số ra từ số nguyên tố, hay cho hai số M, N thì cái trung nhỏ nhất của hai số đó, như vậy khai triển một số ra từ số nguyên tố. Thì tất cả những bài đó là đầu vào của nó là các số tự nhiên cụ thể, thì khi đó chúng ta sẽ ký hiệu là N là bằng loga cơ số 2 của M, và cái đầu vào của chúng ta có tính TN theo cái đó nhé. Thì vì sao là cái này? Cái này là cái gì? Cái này nó nhanh này. Cái này là cái gì? Cái này là chẳng qua đó là cái log 2M là cái độ dài của sâu nhị phân
sâu nhị phân biểu diễn của M. Thế nên M có thể khai triển ra là bằng gì? Là bằng bằng xn trừ 1 x 1 x 0 chẳng hạn. Thì độ dài của nó là n thì sẽ xn trừ 1 xn trừ 2. Nên các cái số này là nó không một, nó là biểu diễn nhị phân của M, thì người ta tính cái độ dài này này thì nó là chính là n, và người ta tính cái t là tn. Đó. Như vậy là với diệu đồ vào chúng ta là n số như này thì ta có cái hàm tn. Còn đối với diệu đồ vào là một cái số tự nhiên cụ thể thì n sẽ tính trên logam cơ số 2 của M. Hay là nó đơn giản hơn cho học sinh nhau dễ hiểu là nó là cái độ dài của cái sâu nhị phân biểu diễn của số M. Đó. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta biết như vậy và chúng ta sẽ cùng nhau xem là bây giờ chúng ta tính cái này như thế nào. Câu hỏi đặt ra là tính cái này như thế nào. Cái phần này là phần, đây là phần khó nhất đây, khó nhất của cái chương trình này. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem kỹ nhé. Đó là cái gì? Thì để hiểu cái này thì chúng ta phải có một cái phần C nữa. C nó tức là cái mà mô hình bộ nhớ mà chúng ta vẫn đang dùng. Mô hình bộ nhớ. Cái mô này là nó gọi là mô hình của RAM, không phải là RAM bộ nhớ đâu. Cái RAM này là tiếng Anh là random access, chính là cái mô hình bộ nhớ máy tính mà chúng ta đang sử dụng đấy. Đấy thì bia tôi sẽ mô tả cách tính nhé. Cách tính tn là như thế nào? Thì cái tính được là theo một cái thời gian giả định, theo một cái thời gian giả định khi chạy thuật toán. Chúng ta không cần chạy chương trình trên máy tính cụ thể, chúng ta vẫn có thể tính được cái tn này thông qua thuật toán nhé. Thì sau đây là một số các cái tiền đề mà cái tiền đề để chúng ta có thể tính như sau. Để các cái tiền đề nhé, chờ một chút. Alo, chuyện gì đấy? Mình biết rồi, nhưng mà mình đang sợ mình đang bị hơi bị sốt này, không hiểu có sao không. Mai một con luôn tới nó lại nhé, sợ tớ bị F0 rồi này. Thôi được đi, để mai xem nào nhé. Điền chỉ hơi đó, chỉ hơi mệt thôi, nên hơi ho một tí nhé. Mai sẽ báo lại nhé. Rồi. Đây là các cái sau đây mô tả các cái điều kiện hay là các cái tiền đề để dùng để tính tn. Các cái tiền đề để tính nhé. Để tính cái thời gian tn của thuật toán. Tức là cho đầu vào của chúng ta là x1, x2, xn đúng không? Đầu ra của chúng ta là y1, y2, ym mà giả sử nó đúng rồi. Thế làm sao để mà tính được cái tn này? Đó. Thì làm sao để tính được cái tn này? Thì chúng ta sẽ mô tả các cái tiền đề hay các cái điều kiện gốc để cách tính. Đây là cái cách tính nhé. Cách tính như sau này. Thì trước khi tính ấy, thì chúng ta phải khẳng định là gì, là cái yêu cầu của chương trình của chúng ta là gì? một cái yêu cầu đầu tiên ấy, là chúng ta coi cái bộ nhớ của chúng ta là nó vô hạn. Cái bộ nhớ của chúng ta là vô hạn, chúng ta không cần phải lo lắng là hết bộ nhớ nhé. Rồi thế thì chúng ta sẽ cùng nhau mô tả các cái tiền đề này, cái cách tính này, cách tính nhé, cái tính thời gian như sau này. Thời gian đây là trong 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 nháy nháy nhé, thời gian
thời gian trong nhanh nháy, nhưng mà cũng đúng là thời gian đấy nhé, thời gian TL. Thì chúng ta dựa trên cái thuật toán, mô tả thuật toán và chúng ta sẽ tính như sau nhé. Đây, yêu cầu thứ nhất là chúng ta tính cho các cái phép tính, các phép tính lõi cộng này, trừ này, nhân này, chia này, nhân chia đây nhé, chia nguyên này, chia nguyên là lệnh bíp này, hay là lấy số dư này, lấy số dư nhé, lệnh mốt đấy. Các cái lệnh logic như là and, or, not, thì đây là những cái lệnh lõi của cái phép tính số học ở trong máy tính. Thì các tính lệnh và số học này thì được tính là một đơn vị thời gian, tôi không quan tâm lắm là cụ thể, có thể tùy từng máy tính có thể là khác nhau, nhưng mà tôi coi chung là nó là một đơn vị thời gian. Ví dụ như tôi tính là một một phần tỷ của giây chẳng hạn, hay là gì đó. Thật ra nó sự khác biệt nó không lớn về cách tính như nào, nhưng mà các hiểu còn, ví dụ là một phép số tính như phép nhân là nó lâu hơn phép cộng, phép trừ, nhưng mà thôi chúng ta tập trung vào cái việc mô tả cái đó coi như là một đơn vị thời gian. Nhưng mà chú ý nhé, phép nhân đây nhá, phép nhân chứ không phải là phép phép lũy thừa nhé. Anh đang hơi bị hơi bị ho, mới bị hơi đây, hơi bị ho, hơi sụt sịt. Thì nếu như này thì mai mới đi được, nhưng mà chỉ sợ là nó bị nặng lên ấy. Bây giờ đây cả nhà bị có gì, sợ anh bị F0 rồi, anh sợ thế thôi. Thì chưa test, bị chẳng có gì mà test ở đây cả. Ừ, đâu bà xã đi bị từ hôm qua, anh mới bị chiều nay bắt đầu bị này. Chưa trái test. Mà nghĩ là không phải đâu, vì anh là cái một mùa đông nào mà chẳng hay bị sụt sịt như thế này nhé. Thế để mai như thế nào gọi báo lại nhé. Mai báo lại, mai nặng lên thì báo lại. Bắt đầu mai cố gắng rồi nhé, ngày mai thì con đến. Ôi hơi mệt, mai là phải đi báo cáo, mệt quá rồi. Như vậy là các phép tính cộng trừ nhân chia lõi, cái tính logic lõi là tính là một đơn vị thời gian bằng nhau nhé. Hai là phép gán bằng một đơn vị thời gian, nhé. Tiếp theo là phép so sánh, cái này là nhiều lắm, của lệnh if đấy. Phép so sánh lớn hơn hay nhỏ hơn, ví dụ nó lớn hơn bằng vân vân này. Trong những có nhiều phép so sánh thì vẫn là một đơn vị thời gian. Ví dụ như là x thì lớn hơn y, and x thì lớn hơn z, thì cái này là mặc dù là có hai phép so sánh nhưng mà nó tính vẫn là một thôi, vẫn là một đơn vị thời gian, chúng ta chú ý nhé. Một đơn vị thời gian, được rồi. Rồi, những cái so sánh này. Tiếp theo như sau này. Giả sử chúng ta có cái như dạng như này, giờ chúng ta có một cái if, một cái điều kiện. Nếu đúng thì thực hiện cái nhóm lệnh 1. Cái nhóm lệnh 1. Nhé. Lệnh 1. Còn ngược lại else thì là lệnh 2. Nếu như thế này, đấy thì cái thời gian chạy sẽ là gì? Thời gian chạy nó sẽ là 1 cộng với max cái thời gian của lệnh 1 và lệnh 2. Tính tạm thời tính như thế, vì có thể nó thiện là cả hai, tức là nó phải một trong hai mà tôi tính cả luôn vào, cộng cái một này là cái một này là cái ít này đó,
Rồi, tiếp theo là cái lệnh lặp. Lệnh lặp nhé. Lệnh lặp. Lặp. Tại nhiên là for i bằng 1 to n. Xong do. Do cái lệnh. Lệnh. Được chưa? Thế thì cái lệnh này là cái lệnh này là có thể rất nhiều lệnh, nó làm thiện một thời gian nào đó. Thì với cái này thì phép tính của chúng ta là n nhân với thời gian của cái lệnh đó, n lần lên. Bên cái lệnh này nó có thể là nó có nhiều lệnh nữa, rồi một lệnh thì người ta tổng hợp lại, mà cái for này là n lần, tính là n nhân với t lệnh nhé. Còn một lần lặp nữa, lệnh lặp mà y để lập mà thì lại có ngoài cái gì đó đúng không? Ngoài x nhỏ hơn gì đấy. Thì cái theo con nó cũng gì cũng là số lần lập của lệnh nhân với t của lệnh. Đấy. Cũng dễ hiểu thôi, không thì chúng ta cứ nhìn vào cái trình là ta biết ngay à. Chúng ta chỉ việc cộng vào là ra được cái thời gian. Để lập n lần thì tính phần nâng lên phải là n lần lên. Lệnh for từ 1 đến n thì phải n lần lên. Còn các lệnh if là nếu hai lệnh if đó thì là tổng của hai cái điều kiện 1 và 2 lại. Đó là tính mắc của chúng chứ. Vì nó chỉ dãy nhánh chỉ thực hiện một trong hai thôi. Đó. Được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành hoặc chân thành, mà chúng ta sẽ tính thử nhé. Một số ví dụ này. Thầy ơi, nếu hôm nay thầy mệt đi thì thầy có thể cho nghỉ sớm đi ạ. Không sao đâu, mình vẫn nói được mà. Chỉ hơi hơi. Đâu nào chuyện này đang nói dở, bên chuyện này mà dừng lại thì hôm sau thì phải lại từ đầu. Đâu mà tôi cố gắng nói xong cái này sang cái phần giao hẳn. Hết cái phần này thì tôi sẽ dừng, tôi sẽ nghỉ nhé. Mai nghỉ sớm một chút nhé. Dạ vâng. Rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ làm một số ví dụ cụ thể thì ta sẽ thấy là làm là nó như thế nào nhé. Bây giờ ví dụ 1 này. Ví dụ 1 nhé. Ví dụ 1 là như sau này. Đây, ví dụ 1 nhé. Ví dụ 1 chúng ta sẽ tính cho cái dãy A bằng A1, A2, AN. Và lại yêu cầu là tính cái tổng S bằng A1 cộng A2 cộng AN. Thì đây chúng ta làm như sau, đây chúng ta làm ghê nhé, chúng ta làm cái hàm như là tính tổng, dạng như là tổng này, tổng của A nhé, của A đi, tổng của A như này. Được rồi, và chúng ta làm như sau này, chúng ta đây tôi mô tả cái hàm này, A đổ vào nhé, tiêu là S này, S tôi tính bằng đặt bằng 0 này, xong tôi for i bằng 1 to n, xong là S gán là S cộng AI. AI. Đây. Xong tôi là lên ở return. Return S. Đây. Đây là cái pseudo code mô tả lệnh 1 này, lệnh 2 này, lệnh 3 này, nó có 4 lệnh. Thật ra cái lệnh này là return này chúng ta không tính, chỉ tính được một lệnh 3 thôi. Được chưa? Thì chúng ta xem tính thử nhá. Cái này của nó là theo chúng ta là có một đơn vị thời gian, đúng không? Cái này là lặp n lần. Cái phép cộng ở đây, phép cộng mà sau đó là gán vào là thời gian là tính là một thôi, thời gian là một đơn vị thời gian, một. Như vậy thì ta chỗ này mà tôi tính cả cái này đi, cho là tính cả cái này đi là một đơn vị thời gian. Được chưa? Như vậy là chỗ này là 1 này. N lần nhân với 1 thì có phải là cộng với N không? Cộng với 1 nữa, thế là cộng 1 đây. Như vậy ta có TN bằng cái này. Vậy là TN nó sẽ bằng là N cộng 2. Đây. Đây. Như vậy là ta tính được cái thời gian chạy của cái thuật toán này theo N. Nó là một cái hàm của N. Đấy, các bạn thấy không nào? Đấy. Cụ thể đây là một cái hàm tuyến tính của N. Mình cái bài này là dễ rồi, đúng không? Đấy. Thế bây giờ chúng ta sang ví dụ 2 nhé. Ví dụ 2.
Bây giờ chúng ta đầu vào cho cái dãy, cho dãy A này, A1, A2, AN. Bây giờ 3 là gì? Thứ 3 là cần là đếm số, các số lớn hơn 0 của dãy A. Nhưng mà đếm các số lớn 0 thì đếm, còn bằng 0 nhỏ 0 thì chúng ta bỏ qua nhá. Đấy, thì cái bài này là cái bài là như thế. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau, bài này vừa đơn giản tôi mô tả luôn nhé. Cái bài này tôi gọi là tính đi. À, tính số dương đi của A nhé. Thì là đếm, đếm người ta dùng biến C là biến cao nhé. Thì tôi đặt bằng 0 này. Đáp án nó bằng 0 này. À, sau đó là tôi làm như sau. Tôi dùng lệnh lặp for y bằng 1 to n. Sau tôi kiểm tra là y a y mà lớn không chúng cộng vào thì ta có là c bằng c cộng a y. Cuối cùng tôi đây tôi return c. Thì đây chính là cái thuật toán, mô tả của thuật toán để tính cái bài này, mặc dù bài này cũng rất đơn giản thôi. Đây là lệnh thứ nhất này, lệnh thứ hai này, lệnh thứ ba này, lệnh thứ tư này, lệnh thứ năm này. Thì đây chính là cái này mà cái các bạn đang xem cái ví dụ này, đây chính là phần lõi của khoa học máy tính. Đấy. Cái phần lõi của máy tính trong tương lai học sinh học là phải thiết kế thuật toán và chứng minh nó là đúng và đánh giá kết quả tối ưu của nó. Thì đây là đây là cái bài đầu tiên để tính được cái thì các bạn biết không, tức là cái, ở đây là như vậy nhé. Thì cái đánh giá này là nó không phụ thuộc vào các cái giá này, nó không phụ thuộc vào từng cái bộ test cụ thể, đúng không ạ? Vì đó chứng minh mà toán học mà, cho nên là nhưng mà ta biết là cái này là nó đúng mà nó nhỏ rồi thì là với mọi bộ test nó sẽ nhỏ, không cần phải thử nữa. Làm một lần là ăn luôn, yên tâm luôn nhé. Rồi thì chúng ta cùng nhau này, cùng nhau tính này. Cái này là tính là một lần, cái này là n lần lặp. Dạ. Cái này là tính là một lần, đúng không? Để tính là một lần. Như vậy cái trong cái lặp này nhé, đây là một lệnh, hai lệnh. Chỗ này tổng lại là 2. Đúng không? Trả đi C nữa là 1. Đây là 2. 2 nhân với n. Vậy đã có nhé, nó có là tn sẽ bằng này. Cái 1 này này là 1 nhé. Chỗ này này, chỗ này là cái chỗ này là n nhân 2 cộng 12n cộng 1 đây nữa cộng 1. Vậy nó sẽ bằng là gì? Mà là bằng là 2n cộng 2. Đấy, ta có cái đáp số này. Đấy. Đó. Thì chúng ta thấy là mọi cái thuật toán là chúng ta khi đã biết nó đúng rồi thì chúng ta sẽ tính bằng cách chúng ta dựa trên bản thân cái mô tả thuật toán và dựa trên các cách tính mà chúng ta mô tả phần trên đấy, thì chúng ta sẽ đếm được số các cái phép toán này, đúng không? Đây là số các phép toán lõi nhé, số các phép toán lõi. Alo, ơi, Cô làm cho anh nha. Sao bà Cô đi năm Nam Hà cơ mà? Hà Nam. Ừ, rồi ok. Thế càng tốt thì cái người anh nhảy nhé. Ok. Lo thì anh lát nữa anh bị đo thì tí nữa anh mới đo cái đấy. Tí nữa anh mới đo cái là nồng độ gì đấy, oxy gì đấy. Nhé. Ok. Thế nhé. Rồi, thế mai không phải đi nữa rồi. Rồi, thì đây là cái này là còn dễ. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một trường hợp nữa nhé. Để chúng ta thấy là cái giờ sau nó khó một chút. Đây, ta lấy ví dụ 3 đi. Ví dụ 3 là cái thuật toán sắp xếp chèn.
Kỹ thuật chất chèn là cái rất là điển hình luôn đấy. Lớp chất chèn là cái thuật toán mà rất nổi tiếng, mà học sinh chắc chắn là học sinh sẽ phải được học cái này. Cần những cái bài mẫu của sắp xếp, sinh sẽ được học và học thuộc lòng cái toán này, cho nên là cũng dễ hiểu thôi, cũng không có gì nhé. Lớp chèn ý tưởng của nó là như sau nhé, là cho trước cái bài toán là cho trước một dãy số. Bài toán như sau này, bài toán là cho trước cái dãy số A1, A2, AN. Bây giờ cần gì? Cần so sánh và hoán đổi các vị trí. Cần so sánh và hoán đổi các vị trí. Hoán đổi các vị trí. Để sao cho sau khi thực hiện thuật toán, thì dãy đã được sắp xếp đúng. Sắp xếp đúng. Tức là gì? Tức là có là A1 sẽ phải nhỏ hơn bằng A2, nhỏ hơn bằng AN. Đó. Thì cách làm này là như sau nhé. Cái ý tưởng của nó rất đơn giản. Ý tưởng là như thế này. Ý tưởng là chúng ta sẽ xếp cái A1 này, A2 này, AK này và AN. Đầu tiên chúng ta bởi chúng ta có 1 thôi thì là luôn đúng rồi. Bởi chúng ta tính A2, ta chèn cái A2 vào vị trí đúng của phần tử trước. Ví dụ như A2 mà nhỏ hơn A1, chúng ta đổi vị trí khác lần này. Sau lần này thì hai lần này là đúng rồi. Thì giả sử đúng đến K trừ 1 rồi, chúng ta giả sử ta có là A1 nhỏ hơn bằng A2 nhỏ hơn bằng AK trừ 1, thì chúng ta sẽ xếp chèn cái này vào đúng vị trí ở bên trong này cho đúng. Và sau bước đó là chúng ta làm đúng được cái AK. Và sau N lần là xong, N trừ 1 lần là xong. Nhưng mà ý tưởng là như sau nhé. Ý tưởng của nó là như thế này. Ý tưởng của thuật toán là như thế này. Rất đơn giản. Là chúng ta là for i bằng 2 to n bằng 2 nhé. À không cần. Xong chúng ta thì chúng ta sẽ chèn AI vào đúng vị trí. Đúng vị trí đã sắp xếp đúng của A1, A2, AI trừ 1. Đó. Như vậy cái bài toán này là gì? Nó đưa về cái bài toán là gì? Là với mỗi bước như vậy, ta chèn cho AI vào như thế nào? Thật sự với mỗi bước ta đã có là A1 nhỏ hơn bằng A2 nhỏ hơn bằng AI trừ 1 rồi. Bây giờ chúng ta chèn cái AI này vào như thế nào? Vào đúng vị trí. Được chưa? Thì cái chèn này là rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ kiểm tra là chừng nào mà AI mà còn nhỏ hơn cái AI trước phút trước này thì chúng ta đổi chỗ. Cứ như vậy chúng ta. Cho đến khi nào mà cái AI này lớn số đằng sau thì thôi. Đây này, chúng ta làm như sau nhé. Cái thao tác chèn này là cái gì? Đây này. Đây là như sau nhé. Là như thế này. Cái thao tác là chèn AI vào vị trí đúng của A1, A2, AI trừ 1 là gì? Nhá. Thì cái làm như sau, trên đây tôi mô tả một cách làm như thế này. Đây là chúng ta mô tả như sau. Chúng ta đã có một biến nhớ phụ đặt G bằng Y. Sau chúng ta lập Y chừng nào mà G còn lớn hơn 1 N. N là AG là nhỏ hơn A G trừ 1. Tức là cái AG còn lớn hơn cái nhỏ hơn số lần trước. Thì như vậy nó không đúng, ta phải đổi chỗ. Ta sẽ phải đổi chỗ. Đổi chỗ AG và AG trừ 1. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ cho G giảm đi. Đấy, thì đây chính là cái thao tác chèn. Chèn. Được chưa? Đấy. Rất đơn giản thôi. Ví dụ nhé, chúng ta xây rồi. Ví dụ chúng ta có là 1 này,
3 này, 5 này, 8 này. Xong một từ ở đây là phần từ 4. Đó. Chúng ta so sánh với 48. Được chưa? 4 nhỏ hơn 8, chúng ta đổi chỗ. Thì đây sẽ là 8 này, đây sẽ là 4. So sánh với 45 nhỏ hơn, đổi chỗ. Đổi chỗ thành là 4, đây là 5. Sánh 43 gần 3 rồi thôi, ta bỏ qua. Như vậy đáp số của nó sẽ là 1 3 4 5 8. Đổi chỗ 2 lần là xong. Chúng ta cho cái gì nó lùi lại, gì nó lùi lại. Như vậy đổi chỗ 2 lần là xong. Đây dừng lại, đáp số là 1 3 4 5 8. Và sau bước 6 bước này thì là cái từ A từ 1 đến AI đã được xếp xong. Và như vậy là chúng ta đây là chúng ta sau đúng vòng lặp là được xếp xong. Tổng kết lại nhé. Chúng ta có nhắc lại cái thói này rất đơn giản và đã dạy cho học sinh lớp 7 rồi đấy nhá. Tổng kết lại này. Thuật toán chèn này, cái ký hiệu nó là insert. Insertion. Sort. A. Đây. Toán chèn là như sau nhé. À, quên được phần tử. Chúng ta làm như sau đây. Chúng ta muốn ta biết rồi là ta dùng là for i bằng 2 to n. Chúng ta biết là g bằng y, sau đó là y g lớn hơn 1 n a g nhỏ hơn a g trừ 1, ta đổi chỗ, đổi chỗ của a g và a g trừ 1, sau chúng ta cho g giảm đi. Đấy. Thì đây chính là cái thuật toán sắp xếp chèn, lệnh thứ nhất này, lệnh thứ hai này. Thứ mã tư này, thứ năm này, được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tính xem là cái toán này sẽ là hết bao nhiêu thời gian, được chưa? Rồi chúng ta sẽ tính nhá, để chúng ta tính này. À, cái chỗ này này là n trừ 1 vòng lặp. Đúng không? Đây là bên trong luôn này, bên trong nhé. Thì chỗ này chỗ lệnh này là lệnh thứ hai này này là nó có đúng một thôi nhé. Bên trong này là lặp nữa, lệnh oai này. Thì trong trường mà cho g là g bằng y nhé, nó sẽ lùi cái g này sẽ lùi về 1. Chứ cái vòng lặp này. Vòng lặp này là nó có là lớn nhất là g là y trừ một vòng lặp y trừ một đây này, ở đây nhé, chúng ta đang ở đây nhé này, nó có thể chuyển về đây này, chuyển về đây này, chuyển về đây này, chuyển về đây nữa, như vậy là 1 2 3 4 5 đúng không, thì là 1 2 3 4 5 nó có bao nhiêu, nó có y vòng lặp chứ mà y là hay là y trừ một này, cái đó không quan trọng lắm đâu. Nhưng mà đây là một lần nhé, hai lần nhé, ba lần nhé và 4 lần, 1 2 3 4, như vậy 4 lần, như vậy là nó là có y trừ một vòng lặp này, y trừ một vòng lặp ở bên trong cái này nhé, bên trong đây vòng lặp ở bên trong cái này, ở bên trong y trừ một này này, thì cái chỗ này này, cái lệnh đổi chỗ này là mất là 3 lệnh, vì nó là 3 cái lệnh, chúng ta nhớ lại cái lệnh đổi chỗ là nó 3 lệnh, 3 lệnh lõi đây. Đổi chỗ nhé, a g này, a g trừ 1 thì làm như sau này, chúng ta tạo một cái biến tem này. Biến tem bằng a g này, sau chúng ta gán là a g trừ 1 bằng a g, sau chúng ta gán là a g bằng tem, à, đây là Aji chứ, Aji nhé. Aji thì bằng Aji trừ 1. Đúng không? Xong Aji trừ 1 bằng tem. Đấy, cho nên là nó có 3 lệnh. Chỗ này là nó có 3 lệnh này. Còn chỗ này là nó có 1 lệnh. Rồi, bây chúng ta cùng nhau mà ta tính nhé. Này. Đây nhé. Y chạy từ 2 đến n. Đúng không? Chỗ này là cộng lại chỗ này là 4 lần. 4 lần. Đúng không? 4 lần mà chỗ này là y trừ 1, cho nên chỗ này sẽ là
cả chỗ này nó sẽ là 4 lần nhân với y trừ 1. 4 lần nhân y trừ 1. À, trên này 1 nhá. Như vậy chúng ta có này. Chúng ta có là đầu tiên là có cái tổng này. Tổng của trên cùng này nhá, n trừ 1 lần này. Tổng là y y từ 2 đến n. Tổng tổng cái tổng này này. Đúng không nào? Rồi nhé, bên trong này là có 1 này. 1 này cộng với cái này nữa. Nhá, cái này là cái chỗ này này là 4 cộng với 4 lần y trừ 1. Như vậy là cái TN nó chính là bằng cái này. Bạn thấy không nào? Đây chúng ta là phải mô tả cái môn toán học một chút chút đấy. Toán này là toán, nó gọi là toán dày dạn đấy. Toán ứng dụng đấy. Nó tính thử nhé. Thay riêng là cái M1, đây là cái chỗ này là làm là N-1 lần. Cho nên chỗ này là cái chỗ này là nhân là N-1 đúng không? Còn cái bên trong này này. Bên trong này là cộng với là tổng này. Là 4 lần y trừ 1 y chạy bằng 2 đến n đúng không nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ tính toán tiếp nhá. Đấy, cái này là cậu thấy là hoàn toàn toán học chứ không có. Như vậy là học sinh sinh cấp 3 rồi. Cái là sinh cấp 3 chứ học sinh cấp 1, cấp 2 rất là khó, cấp 2. Đây nó sẽ là n trừ 1 này. Chỗ này là cộng với 4 lần này, bây giờ chúng ta đặt lại là y trừ 1 là bằng k thì cái này có phải là bằng tổng của k với k chạy từ 1 đến n trừ 1 không? Đấy. Vậy ta có cái này nhé, vậy ta có này. Vậy nó bằng cái này. Vậy nó bằng nhé, nó bằng là n trừ 1 này cộng với 4 lần nhân với 1 cộng với 2 cộng với n trừ 1. Đó. Thì cái này này, cái này có thể bằng là n nhân với n trừ 1 chia 2. Cái này có thể hoàn toàn là tính được. Cái công thức này là công thức rất dễ, rất là đơn giản đối với học sinh phổ thông nhé. Đấy, và chúng ta tổng lại được có này sẽ bằng là n trừ 1 cộng với 2 lần n trừ 1. Vậy nó bằng này. Nó bằng đây là 2n bình phương này. 2n bình phương này. À, trừ đi 2n bằng 2 mà, đúng không? Đúng nhỉ, đúng không? N này vòng lặp này, đây là 1 lần nhé. Bằng là 2 này bình phương trừ 2 này cộng N thôi là trừ N trừ 1. Đấy. Chỉ n trừ 1. Đấy, như vậy là cái thuật toán sắp xếp chèn tính được thời gian của nó là bằng cái hàm như thế kia, bằng cái đặc thức như thế kia. Mà cái chui này là hoàn toàn toán học, bạn thấy không nào? Như vậy là gì, chúng ta sẽ như vậy là cái cách tính chúng ta sẽ phải làm như vậy liên tục với tất cả các cái dạng tất cả các thuật toán, được chưa? Đó. Ok, chúng ta nghỉ ở đây nhé. Đấy, bạn về các bạn xem kỹ lại cái này xem. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thầy giữ gìn sức khỏe nha. Đây là phần khó nhất của cái chương trình đấy nhé. Tại vì sau này nó sẽ không khó bằng, nhưng mà đây là phần rất là khó nhé. Mà phần này là học giáo viên cấp 3 sẽ phải dạy cho người một đấy nhé. Ví dụ ở trong sách giáo sĩ nó sẽ nhẹ hơn như này nhiều. Tôi biết từng tư khi tôi mô tả đây, tôi mô tả nó nặng hơn một chút so với ở trong sách nó sẽ nhẹ. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng, em chào thầy. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ.